Hello mọi người, mọi người có hình dung mình đang ở khu du lịch nào không? Hiện tại thì mình đang có mặt ở TTC Mekong Aqua Park của công viên nước lớn nhất của tỉnh Bến Tre. Hôm nay mình đến trải lòng với công viên nước bậc nhất này, cũng như hòa vào cái khu vực gọi là Tini Chu, khu vực sở thú của công viên. Mình tận hưởng những cái không khí tiết trời sinh thái mát mẻ của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, miền Tây Nam Bộ mình đó mọi người, và cùng hòa vào những làn nước trong veo bậc nhất của công viên nước khu vực này mọi người ha. Let's go. Hello mọi người, hiện tại thì mình đã có mặt ở TTC Mekong Aqua Park, công viên nước bậc nhất vừa được khánh thành trong thời gian gần đây của thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Hôm nay mình đến tham quan cùng trải lòng và vui vẻ ở khu công viên nước này. Mình sẽ hình cho mọi người những hình ảnh mới nhất về Mekong Aqua Park của Bến Tre mọi người nha. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong để cùng chia sẻ về giá vé cho mọi người ha. Vị trí này mình chia sẻ cho mọi người về giá vé của TTC Mekong Aqua Park của Bến Tre mọi người ha. Giá người lớn là 125k. Nếu mà mọi người chỉ tham quan với công viên nước thì 125k, còn vườn thú cưng tức là khu vực Tini Chu thì là thêm 50k nữa mọi người ha. Trẻ em là 85k, công viên nước thêm 40k, vườn thú cưng mọi người. Nếu mà mọi người quyết định tham quan khu công viên vườn thú cưng và công viên nước thì mình sẽ chọn những cái giá vé combo thì nó sẽ rẻ hơn và thuận tiện hơn, phải không mọi người? Sau khi cầm những chiếc vé trên tay thì chúng ta sẽ check in vào bên trong mọi người nhé. Wow, bên trong đây rất là rộng mọi người, và nhìn rất là đẹp luôn ha. Wow, những cái khu trong đây mình thấy có là food court. Mình share cho mọi người trước cái khu vực food court này ha. Tức là những cái món ăn, thức ăn nhẹ ha. Bên trong đây thì tại vì mình cũng là lần đầu tiên đến với khu công viên nước này á, thì mình chia sẻ cho mọi người ha. Đến vui chơi rồi cầm máy share cho mọi người luôn ha. Ở trong đây thì mình thấy có những cái món ăn nè, rồi thức uống combo, mình share cho mọi người một chút ít về giá vé của khu vực này ha. Cũng rất là khu vực ăn uống thì mình thấy rất là sạch sẽ và rất là mát mẻ mọi người, rất là đông ha. Bây giờ mình đến cũng khá sớm á, vào một ngày cuối tuần. Đây là khu vực bếp nhà hàng á mọi người. Những món ăn mình có chia sẻ cho mọi người một ít về thông tin ha.
Bây giờ mình di chuyển vào bên trong khu vực công viên nước mọi người nha. Nhưng mà trước khi đến với khu công viên nước á, thì bây giờ mình sẽ đi khu vực gọi là vườn sở thú tham quan trước, rồi sau đó mình sẽ ra khu vực công viên nước mọi người nha. Đông quá ha. Mình di chuyển ra khu vực lối vào vườn thú cưng cùng trải lòng không gian thiên nhiên của khu vực Bến Tre mọi người. Vị trí của TTC Mekong Awa Park này nằm cạnh với một cái dòng sông. Phía xa bên trái màn ảnh của chúng ta đó là một cái khu vực dòng sông, cho nên cũng có những cái không khí trong lành ha. Khu vực này thì do mới được khánh thành trong thời gian khoảng ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa rồi. Cho nên thời tiết thì có khá là nắng nè mọi người. Mọi người thấy cái nắng không? Bởi có rất là ít cây chưa được trồng, chưa có được lớn lắm á. Cho nên khu này thì khá nắng, mọi người chú ý ha. Tư trang nón đội phù hợp với sức khỏe của mọi người ha. Trước khi đến với khu vực sở thú thì ở đây mình có khu vực gọi là vòng nguyệt đài cây ước nguyện. Cây ước nguyện thì mình sẽ di chuyển qua những cái cung đường với thân là thân dừa như thế này. Cảnh ở đây là như thế đó mọi người, khu vực miền Tây ha. Thay vì những cái lối đi là lát bằng những cái bê tông thì ở đây là những thân dừa rồi cưa ra dạng những tấm thớt gỗ mọi người. Rồi lót đường trải cho chúng ta đi ra khu vực cây ước nguyện ha. Cây ước nguyện thì mình thấy đó là một cây phượng ha. Rồi phía trên có buộc những cái lời cầu ước nguyện của những đôi tình nhân, của những gia đình, của những mảnh đời trong cuộc sống này. Và phía dưới thì mình thấy có một miếu thờ nhỏ mọi người, nhưng có vẻ rất đẹp và rất là trang nghiêm. Cây ước nguyện của khu du lịch công viên nước Aqua TTC World đầu tư mọi người ha, của thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đó mọi người. Cây ước nguyện, cây phượng mọi người. Vị trí xa xa kia là khu vực dòng sông rất là lớn, và đi đứng ở khu vực này thì mình cảm thấy rất là mát mẻ, trong lành, sinh thái của khu vực miền Tây Nam Bộ mọi người ạ. Những dòng sông nhìn thực sự rất là trữ tình, thực sự rất quyến rũ mọi người. Đẹp quá mọi người ạ. Ngoài khu vực công viên nước với lại sở vườn sở thú mà chút xíu mình sẽ di chuyển tới thì ở đây cũng có nhiều cái góc ảnh ha, góc ảnh hình những cái hình ảnh như thế này để cho mọi người đến check in ha, ngồi chụp ảnh mọi người. Có những khu vực cho mọi người tận hưởng những cái không khí rất là sinh thái của miền Tây sông nước ha. Ví dụ như khu vực này là khu gọi là khu vực cho cá ăn, với những lối đi là những cái hàng hoa hướng dương và hoa cúc cực sắc màu vàng. Wow. Đối với khu vực này thì hiện tại như mình chia sẻ cũng rất là ít nhiều cây lớn do khu du lịch cũng mới vừa khánh thành, cho nên mọi người check in ở đây thì trời cũng khá nắng ha. Khu vực dưới đây là ao cá ha, rồi xa xa thì có những đàn ngỗng mọi người. Ao cá cũng rất là rộng lớn, nằm cạnh dưới mép bờ sông của khu vực sông phía bên kia mọi người ạ. Cảnh vật sao đẹp quá, mình rất là thích luôn, bởi đây là khu vực mới, khu du lịch mới nè, kết hợp với vừa sở thú nè, rồi vừa khu vực công viên nước bậc nhất của khu vực,
thì chắc chắn sẽ mang lại cái cảm giác thư thái, vui chơi, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Ở đây có nhiều cá nè mọi người. Nhiều cá nè. Cá koi mọi người ạ. Nhiều cá quá ha. Đó, nổi lên nè mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra khu vực Tini Chu, khu vực sở thú ha. Cạnh lối đi chúng ta thì sẽ thấy rất là nhiều bảng biểu giới thiệu những cái công trình bậc nhất của TTC mọi người. TTC thì mình thấy đầu tư về khu du lịch, ví dụ khu du lịch núi Tà Cú, rồi TTC Resort rất là nhiều, và nhà hàng khách sạn thì cũng rất là nổi tiếng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam mình mọi người ha. Nhiều lắm luôn á mọi người. Mình chuẩn bị di chuyển ra khu vực cổng Tini Chu, khu vực sở thú ha. Thì mọi người chú ý, nếu mình muốn tham quan khu sở thú và cùng tắm với công viên nước thì mình sẽ mua vé combo thì nó sẽ thuận tiện hơn, rẻ hơn mọi người. Bây giờ mình di chuyển vào khu vực sở thú ha. Khu vực sở thú mà giờ mở cửa từ 9 giờ đến 17 giờ. Khu du lịch hiện tại thì sẽ mở cửa từ thứ 3 đến chủ nhật. Thứ 2 thì bảo trì, cho nên thứ 2 không mở cửa mọi người. Giờ di chuyển lên khu vực sở thú ha, cùng tham quan. Mình đi cùng gia đình rồi chia sẻ cho mọi người những hình ảnh mới nhất về công viên nước bậc nhất, lớn nhất của tỉnh Bến Tre này. Cũng như bên trong đây thì có những cảnh rất là sinh thái, và khu vực Tini Chu, khu vực vườn sở thú mọi người nha. Bên trong khu du lịch thì có phát những cái chiếc dù như thế này nè, có chữ TTC Mekong Awa Park cho mọi người ha, chống nắng ha. Wow, đây có những chiếc cầu đi di chuyển qua khu vực sở thú ha. Wow, bên trong này rộng quá ha. Rồi bây giờ mình di chuyển vào những cái cung đường bên trong khu vực sở thú ha, cùng tham quan một cách nhẹ nhàng thư thái những chú động vật rất là đáng yêu mọi người ha. Wow, bên kia có nai mọi người, nai hươu, rồi ngựa ha, xa xa bên trong có ngựa nè mọi người. Wow, ngựa vằn ha, những chú ngựa vằn. Ngựa vằn thì thức ăn của nó chủ yếu là ăn cỏ ha, sinh sản từ 3 đến từ 3 năm tuổi trở lên. Dòng đời tuổi thọ của những chú ngựa vằn này khoảng 25 năm mọi người. Nó đang ăn tuốt trong ha. Rồi đây có chú hươu này ha. Hươu sao. Ở khu vực này gọi là những chú nai ha. Những chú nai thì ăn tất cả các loại lá cây mọi người. Lá cây, cỏ, ngũ cốc, sinh sản là 36 tháng, sinh một con, tuổi thọ là 25 năm tuổi đến 30 năm tuổi mọi người. Wow, con này có sừng nè, có sừng lớn nè. Hoo hoo.
Bên trong khu vực vườn sở thú thì mình thấy không chỉ là những vườn thú, ví dụ nai, ngỗng hay là những con chim ha, chim công xanh hay là những con khổng tước, thì mình thấy cũng có vườn trồng nho nhật mọi người, những cây nhỏ nhỏ thôi ha, chừng tuổi đời vài tháng ha, vài tháng thì cây sẽ lớn, thì lúc này khu vực này sẽ có nho luôn á mọi người. Đúng là tập đoàn TTC đầu tư thì rất là mạnh ha. Chắc chắn sau khi hoàn thiện hết toàn bộ những cái khu vực khu du lịch này kết hợp với công viên nước, thì chắc chắn tỉnh Bến Tre sẽ là một trong những địa chỉ đến với đến du lịch của tất cả mọi người ở khắp mọi nơi, phải không mọi người? Wow, ở đây khu vực với những chú cừu ha, thức ăn thì thức ăn công nghiệp, cỏ hoặc là cỏ ướt hoặc cỏ khô, mọi người. Sinh sản thì 12 tháng trên từ 1 đến 2 con ha. Tuổi thọ của mỗi con cừu là khoảng 10 đến 12 năm. Mình di chuyển vào ha, tham quan ha. Wow. Hiền nhìn dễ thương quá ha. Wow, bây giờ mình sẽ di chuyển vào tham quan thăm những chú kangaroo. Chú kangaroo thì sinh sản sau 7 tuần mang thai, sinh từ 1 đến 4 con cho một lần. Tuổi thọ là 10 đến 20 năm. Mọi người. Giờ mình vào tham quan ha. Những chú kangaroo mình thấy khá nhỏ cho nên mình được cô bên trong khu du lịch mở cửa cho mình vào ha. Wow, wow, nó nhảy kìa mọi người. Oh. Wow. Cưng chưa? Chạy rồi, dễ thương, đáng yêu lắm. Wow. Bên trong nè mọi người, nó nằm bên trong nè. Vâng, sau khi mình tham quan khu sở thú và những ngoại cảnh khác thì bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong khu công viên nước ha. Đây là một trong những cái điểm nhấn đặc biệt, thực sự rất là thú vị mọi người, cũng rất là đông ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong Mekong Aqua Park ha, khu công viên nước mọi người. Khu vực này thì có bể tạo sóng, thủy trại, sân chơi nước và hồ bơi trẻ em, thực sự thú vị đây mọi người à. Khu vực này trời thời tiết ngày thường thì rất là nóng, rất là nắng mọi người. Mặc dù đây là khu vực miền Tây, tuy nhiên những ngày nắng nóng thì nắng rất là nhiều. Nắng này tắm tạ lắm mọi người ơi. Đẹp quá ha. Những khu vực này hầu như mình thấy nè, những cái màu sơn còn rất mới ha.
rất mới, tạo nên cái nét đẹp những công trình hồ bơi của khu du lịch mọi người. Đẹp quá ha. Mình chia sẻ thêm một chút ít về thông tin Mekong Aqua Park thì ngoài công viên nước nè, rồi khu sở thú ha, cũng như sẽ có khu vực gọi là nhà hàng ẩm thực TTC nằm ở khu A, công viên nước là khu B và khu sở thú là khu C. Khu A thì là nhà hàng phục vụ về nhà hàng ăn uống nè, tiệc cưới ha, rất là món ăn thì rất là ngon, mình đã tự trực tiếp thưởng thức rồi đó mọi người. Khu bên trong công viên nước này thì cũng có những cái khu vực nhà hàng, tuy nhiên những món ăn thì chỉ là những món ăn nhẹ, không phong phú bằng khu A ha. Khu A là khu ẩm thực, khu nhà hàng ẩm thực của TTC. Đẹp quá mọi người. Ồ, nước trong veo ha. Hôm nay mình đến thì mình thấy cũng kha khá đông du khách đến tham quan cũng như là tắm ở công viên nước này mọi người. Mình chia sẻ cho mọi người những hình ảnh về công viên bậc nhất của tỉnh Bến Tre và rất là mới của TTC đầu tư ở khu vực này ha. Có dịp nào đó mọi người về với tỉnh Bến Tre hoặc là đến với các tỉnh miền Tây, khu vực lân cận của Bến Tre thì tìm kiếm một cái công viên nước như thế này, bậc nhất như thế này thì hãy tìm đến TTC Mekong Aqua ha. Wow, đẹp quá ha mọi người. Bên trong đây có khu vực chơi tạo sóng ha, có những cơn sóng rất là lớn tạo bởi sự nhân tạo ha. Ồ, có những chiếc ghế màu tím đẹp quá ha. Cứ 15 phút là sẽ tạo sóng một lần, hồ sâu 0.7, có khu vực là 1.1m, 1.5m rồi mọi người. Đẹp quá ha. Wow, mình thích nhất, mình thích cái màu tím rất là đẹp và lãng mạn của TTC mọi người. Mình đi nhiều cái khu du lịch của TTC rồi, ví dụ như khu du lịch núi Tà Cú thì có điểm du lịch tâm linh, rồi có những cái điểm du lịch ngoại cảnh thì những cái tiểu cảnh màu tím, những cái màu sắc màu tím rất là nhiều. Wow, bây giờ là đã có gần sóng rồi nè ha. Nước trong veo mọi người ạ. Bên đây là khu vực trượt máng mọi người, trượt máng với độ cao rất là dữ ha. Vâng, như vậy là video clip ghi hình chia sẻ cho mọi người về khu vực gọi là Mekong Water Park do tập đoàn TTC đầu tư, Mekong Aqua Park của thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Kênh Kênh Vlog đến tham quan vui vẻ cùng gia đình, nhân tiện thì cầm máy xe hình cho mọi người. Đến đây sẽ tạm dừng. Chúc mọi người sớm có chuyến nhanh chân đến với công viên nước bậc nhất này của tỉnh Bến Tre trong thời gian gần nhất mọi người ha.